thì ở dưới đó thì ngày mùng 5 á, thì ông có xuống đó, nhưng mà không hiểu tự nhiên ở trên này á, ông đi thăm bãi về, không hiểu sao ông quyết định đột ngột ông cầm cái máy chích cá, ông mượn cái máy chích của bên hàng xóm ông đem xuống, rồi ông chở theo hai đứa con tên Duyên, đứa con tên Danh. À, xuống mà không nói với ai hết trơn á, không biết là xuống đó đi chích cá hay đi xuống nội chơi thì không biết rõ. Nhưng mà bà cô có nói là xuống dưới đó thì gửi hai đứa con ở nhà cô, rồi ổng đi chích cá. Nhưng mà đi về thì không uống gì hết trơn á. Tự nhiên chở hai đứa con về mà ngay gặp ngay cái chỗ cái đường con quẹo á, chỗ cái đường con nhà ông Cơ vậy đó, chỗ Thác Mai á. Rồi va chạm với chiếc xe 7 chỗ mà chiếc xe nó bị lớn đường á. Chỗ đó là cái đường con nguy hiểm lắm. Có nghĩa là cái đường nó cong như thế này. Đúng rồi. Mà xe thì từ trên dốc xuống thì ổng thì bị va chạm mạnh quá thì chết ngay tại chỗ. Trời đất ơi. Thì con trai thì trên đường đi cấp cứu thì không có kịp nữa. Chết nửa đường, còn thằng nhỏ thì chuyển vô cấp với lại bệnh viện Di Động luôn. Bây giờ thì vẫn đang chỉ tình trạng như thực vật vậy. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì Nhân vẫn đang có mặt tại xã La Dạ mọi người. Nóng quá, mình mới có rửa mặt này. Thì xã La Dạ của huyện Hàm Thuận Bắc của tỉnh Bình Thuận thì đại đa số là người đồng bào Cơ Ho, thì cách đây cũng một khoảng thời gian rất là lâu rồi, Nhân có ghé thăm một gia đình mà lúc đó thì cái căn nhà nó cũng gần sập rồi á, nó cũng tương tự như cái căn nhà mà mình mới ghé thăm gần đây này. Thì chị gái thì cái mắt chị bị mờ hết một bên, và gia đình thì rất là khó khăn, làm không có đủ ăn, vì vậy mà không có khả năng để mà sửa sang lại căn nhà. Vì vậy mà cái lần đó mình ghé mình thăm thì có mạnh thường quân cũng đã chung tay góp sức để mà gia đình gia cố và làm lại mỗi căn nhà mới. Thì cái niềm vui không có được trọn vẹn mọi người, là căn nhà mới thì đã có rồi, nhưng mà không may mắn đã đến với gia đình một cái chuyện rất là xui rủi, đó là anh chồng anh chở con đi đâu đó và bị tai nạn. Và không may mắn rằng là anh cùng với lại một đứa con đã qua đời. Còn một người con hiện tại đang nằm ở bệnh viện, mà cũng thật sự rất là khó để mà trở lại bình thường luôn. Bởi vì là nghe nói rằng là bộ não của cậu bé được đưa ra bên ngoài để người ta nuôi rồi. Thì sau khi nghe cái tin này thì mình không thể nào mà kìm được cảm xúc, cho nên mình ghé mình thăm gia đình và để hỏi xem thứ là chuyện gì đã xảy ra để khiến cho gia đình là lâm vào cảnh như vậy. Thì bây giờ Nhân mời mọi người hãy cùng đồng hành video với Nhân để ghé thăm gia đình nhé. Chào anh. Chào anh. Chị, mình nhớ không lầm là cái chỗ này là căn nhà cũ nè, ghé thăm căn nhà cũ một xíu. Sư cô, cái này là nhà cũ hồi trước phải không? Đúng rồi, cái nhà bực nhất mà nó sắp siêu vẹo đó, chú Nhân nhớ không? Dạ nhớ. Hồi trước có ghé thì chị chia sẻ rằng là như thế này, là cũng được tài trợ một cái máy xay nước mía. Dạ, bên này chuyển qua nhà mới rồi. Dạ, nhưng mà chị chia sẻ rằng là bán nước mía ở đây không có ổn mọi người. Bởi vì là bà con nghèo quá, uống nước mía không có tiền trả, cho nên là không có đủ vốn để làm. Mọi người thấy khổ không? Sư cô Tuệ Thông, đây là cái căn nhà cũ nè, đã dở ra hết rồi. Bởi vì hồi đó nó mục nát đó, cho nên rằng là những cái vách nó đã mục hết rồi và đã dở đi rồi. Giờ làm nhà bếp. Giờ dùng để làm nhà bếp hả sư cô? Đúng rồi. Ồ, nấu cái rễ gì á? Nấu ăn, nấu thuốc uống á. Cái này là cây ngổ mà phải không ta? Đúng rồi, thuốc uống. Cái này là ngổ để trị ho này sư cô ha, phải không ta? Đúng rồi. À. Ở đây họ hay uống thuốc nam lắm. À, sư cô có, chỉ có vợ ở nhà. Bà vợ đi chăm sóc đứa con bị thực vật ở thành phố, mới đi được hơn tuần nay sau khi lo đám cho chồng. Dạ dạ. Rồi dạ. Bây giờ trong nhà còn một em nhỏ, với lại gửi nhà cho mấy chị em hàng xóm. Dạ dạ, đưa con vô con hỏi thăm thôi. À, chào cô. Dạ. À, có nghĩa là theo phong tục của ở mình là không có để bàn thờ à? Dạ. À, thế à? Dạ. Vậy là em là em gái của chị? Dạ, em gái ruột của chị. Dạ. Cô là mẹ ruột? Mẹ ruột. Cô qua con hỏi thăm xíu. Đầu tiên thì con chia buồn với gia đình nha. Dạ, chia buồn với gia đình. Con gắng này hỏi thăm xíu.
thì hiện tại là chị đi bệnh viện không cô? Có nghĩa là đi chăm con rồi hả? Con này con gái đi chăm con rồi. Dạ. Ở bệnh viện rồi. Chị đi bao lâu rồi cô? Chắc là bốn bữa đây rồi. Bốn bữa rồi. Bốn bữa đây. Dạ. Mới xuống mà. Rồi. Mới xuống bắt được là tụi không? Bốn bữa. Thay ông cậu thay con trai lớn rồi, con trai về nhà. Dạ. Rồi mẹ rồi vợ con bé bên kia. Cô ơi, vậy thì cái hôm đó anh đi đâu mà lại gặp phải cái chuyện buồn như vậy? Vợ hiện nay con cha bố. À, chị kể là hả? Kể đó, con kể đó. À, chị là rõ nhất ha. Chị ra đây em hỏi thăm. Con đi xuống dưới kia con rõ hơn, con rõ hơn. Dạ. Bây giờ em có thể kể lại vì sao mà ảnh lại gặp nạn như vậy em? Thì ở dưới đó thì ngày mùng năm á thì ông có xuống đó nhưng mà không hiểu tự nhiên ở trên này á ông đi thăm bãi về, không hiểu sao ông quyết định đột ngột ông cầm cái máy chích cá, ông mượn cái máy chích của bên hàng xóm ông đem xuống, rồi ông chở theo hai đứa con tên Duyên, đứa con tên Danh. À, xuống mà không nói với ai hết trơn á, không biết là xuống đó đi chích cá hay đi xuống nội chơi thì không biết rõ. Nhưng mà bà cô có nói là xuống dưới đó thì gửi hai đứa con ở nhà cô. Rồi ổng đi chích cá. Nhưng mà đi về thì không uống gì hết trơn á. Tự nhiên chở hai đứa con về mà gặp ngay cái chỗ cái đường cong quẹo á, chỗ cái đường cong nhà ông Cơ vậy đó, chỗ Thác Mai á. Rồi va chạm với chiếc xe 7 chỗ mà chiếc xe nó bị lớn đường á. Chỗ đó là cái đường cong nguy hiểm lắm. Có nghĩa là cái đường nó cong như thế này. Đúng rồi. Mà xe thì từ trên dốc xuống thì ổng thì bị va chạm mạnh quá thì chết ngay tại chỗ. Trời đất ơi. Thì con trai thì trên đường đi cấp cứu thì không có kịp nữa, chết nửa đường. Còn thằng nhỏ thì chuyển vô cấp với lại bệnh viện Di Động luôn. Bây giờ thì vẫn đang chứ tình trạng như thực vật vậy á, liệt luôn, như thực vật không biết gì hết. Có nghĩa rằng là anh chị có ba người con. Ba người con. Ừ, đây là đứa Út phải không? Dạ, đây đứa Út. Đây là cô con gái Út. Hiện tại thì đành ở nhà với lại dì để mà mẹ đi vào trong bệnh viện là nuôi. Hiện tại đang ở Nhi Đồng hả? Dạ, ở Nhi Đồng 2. Rồi, rồi. Căn nhà thì mới được xây dựng lên thôi. Thì mọi người cũng biết rồi, cái lần đó là mình có chia sẻ để mình vào mình thăm nhà, xíu nữa mình hỏi thăm em gái thêm. Thì chính tay ảnh đã xây căn nhà lên. Chia sẻ với mọi người rằng là sau khi nhận được một khoản tiền của Mạnh Thường Quân á, thì ảnh tự ảnh xây căn nhà lên cho gia đình mình. Và cái cách mà ảnh xây, ảnh có chia sẻ nè, là ảnh dùng những cái trụ gỗ như thế này, và ảnh đóng đinh á, để ảnh nối những cái viên gạch này lại để nó không có bị đổ cái bức tường xuống á. Thì cái đó là cái cách mà anh tự nghĩ ra để anh xây một cái căn nhà, một cái mái ấm cho gia đình. Thì cái lần đó mình ghé thì anh xây cũng gần xong rồi, chỉ còn những cái bộ cửa như thế này thôi. Và sau khi mà làm xong căn nhà, cửa nẻo rồi đàng hoàng hết rồi, thì cái nỗi đau nó ập đến mọi người. Cái chuyện xui rủi thì không thể nào mà đoán trước được. Vậy thì sau khi mà ảnh bị như vậy á, thì bên phía chỗ những cái người mà gây ra thì họ đã có cái động thái gì cho gia đình mình chưa? Dạ có rồi. Ừ. Thì lúc mai táng thì họ cũng đưa cái tiền mai táng là 50 triệu. Ừ. Rồi họ xin cái giấy bại nại nữa. Ừ. Xong rồi họ có đưa thêm nữa. Dạ họ cũng đưa thêm một ít nữa để lo cho thằng cu trong bệnh viện á. Ừ. Nhưng họ đưa số tiền đó thì họ không có lo nữa, là tự mình lo luôn. Ừ. Có nghĩa rằng là gia đình mình sẽ nhận cái số tiền đó để mà bãi nại cho người ta.
Tính ra là anh xây cái nhà xong rồi anh về anh ở bao lâu vậy ta? Anh xây cái nhà thì cũng mấy tháng à, chưa được một năm đâu. Là Tết năm nay là Tết đầu tiên, là đón Tết đầu tiên trong cái nhà này nè. Có nghĩa là đón được một cái Tết đầu tiên trong nhà rồi. Dạ. Yeah. Thì cái lần đó là anh nói là anh chở hai đứa nhỏ đi. Sau đó anh xuống anh gửi người ta. Gửi với bà cô rụi đó. Xong rồi là đi chích cá. Rủ thêm đứa cháu về đi chích cá ở dưới đó. Xong rồi trên đường về thì bị luôn. Dạ. Thật sự không thể nào diễn tả nữa. Rồi bây giờ là chị gái là chị tên gì quên ta, chị gái chị tên Ham. Không, chị gái đây chứ. Dạ, chị chủ nhà này là tên Ham. Ham hay là Ham? Ham, A-M, A-M, H-A-M, Ham. A-M hay là ớ? A, A-M, A-M, H-A-M, Ham. Ồ, vậy là hồi đó mình nghe lộn rồi, hồi đó mình kêu là tên Ham. Ham, tên Ham. Trời, gì đó, hồi đó mình kêu chị tên Ham, chị cũng đồng ý luôn trời. Bây giờ mới lòi ra là chị tên là Ham. Dạ. Chứ không phải tên là Ham. Có người giống nhau rồi. Dạ khác nhau cô. Bởi vì nếu mà cái chữ Ham á là Ham muốn, còn Ham á là có thể là Ham nóng. Ham nóng một cái gì đó gọi là Ham. Do bà với lại bà nói sao bà nghe vậy, bà không có mạnh mẽ, bà ít khi mà nói nhiều lắm. Hồi đó là chị Ham chỉ có chia sẻ rằng là chị bị một cái cây á nó chọt vào mắt. Đúng rồi, lúc còn nhỏ. Nhưng mà gia đình thì lại gia đình thì lại khó khăn, cứ để như vậy á, cho nên là nó hư luôn cái mắt đó, không có đi chữa trị kịp thời á, cho bây giờ không cái mắt nó hư luôn. Mà bây giờ thì phải gặp trong cái tình cảnh như thế này nữa, chồng mất, con thì mất, thêm một đứa bây giờ đang nằm viện. Và bây giờ chỉ có một mình chị trong đó thôi. Dạ, có một mình chị à. Rồi bác sĩ họ chia sẻ như thế nào, họ nói về cái ca của con của chị á. Là bác sĩ có nói gì không? Bác sĩ có nói là chuẩn đoán thì bé bị chậm dây thần kinh, rồi chấn thương sọ não, bị gãy cổ nữa, gãy cái xương cổ đây nè. Trời. Gãy tai nè. Tóm lại là bé trong tình trạng nằm đó thì bị phổi nữa, nhiều bệnh, ông cứ sốt sốt vậy á, cứ nằm cứ sốt sốt, không có vận động được gì hết luôn, như thực vật vậy. Cái văn hóa của người đồng bào mình á là không có thờ gì thôi. Dạ, không có thờ. Không còn ảnh thờ ảnh gì luôn. Dạ. Cho nên khi mà mình vô nhà mình không thấy một, bất kỳ một cái dấu hiệu gì là tan thương trong gia đình hết, có nghĩa rằng là không có một dấu vết gì hết đó. Thường thường là một số văn hóa của dân tộc Kinh hay là một số dân tộc khác đó, thì khi mà mình vô nhà thì nhìn bàn thờ thì mình sẽ biết rằng là gia đình có người mất. Nhưng mà khi mình đến bà con người đồng bào Cờ Ho đây đó, thì khi mà mình bước vô nhà thì tất cả mọi chuyện đều bình thường, không có một cái gì trong nhà hết. Em hiện tại ở với ba má bên đây hả? Dạ, em cũng ở riêng nhà cái bên kia. Rồi bây giờ qua chăm cháu. Dạ. Trời đất. Rồi chăm cháu là thời gian nó đi làm. Thì em cũng có đứa nhỏ nữa nên gửi em lo luôn hai đứa nhỏ. Chỉ có chồng em đi làm thôi. Dạ, chồng đi làm. Em tên gì? Tên Hinh. Tên là Hinh. Dạ. Chị gái tên là Ham. Dạ. Ham Hinh. Dạ. Vậy là bác gái thích con gái mình tên có chữ H đầu. Vậy là bác gái tên gì ta? Tên Hen. Hen gì mình cũng nghi rồi. Bác gái tên là Hen. Dạ. Cho nên đặt con gái mình cũng là tên chữ H đầu luôn, là Ham, Hinh. Rồi còn ai tên H nữa không? Đi tóm lại là con bà gì rồi cô chú đây toàn chữ hờ hờ không à. Hay chứ ta. Tên Hảm, tên Hành, tên Hạnh, tên Hằng nhiều lắm. Có tên Hãm nữa hả? Dạ. Có. Trời. Tên Hẻm gì nhiều lắm. Trời, con gái chưa? Không, bây giờ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Tên Huyền nè. Tên Huyền ha. Dạ, Huyền. Cháu hiện tại vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cháu rất là ngây ngô, ngây thơ. Trời ơi. Sau này lớn lên nó thì thiếu thốn tình cảm của cha. Cố gắng lên nha con. Dạ. Cố gắng lên nha. Dạ, không biết ba đi đâu, anh đi đâu luôn. Chưa biết gì. Cả em nằm với bệnh viện không biết gì đâu. Chưa được 2 tuổi mà. Dạ, chưa được 2 tuổi. Trời ơi. Hồi đó là nhân ký nhân tâm thì cháu nó còn nhỏ xíu à. Hồi đó vô mà
mà đang nói chuyện với chị mà thèm bú quá là bắt buộc là phải tắt máy để chị ẩm đi chỗ khác nữa, mà bú xong rồi mới quay hình tiếp. Bây giờ là như thế này rồi, thôi cố gắng lên nha con gái. Trời ơi, thôi bây giờ thế này, chia sẻ nỗi đau với gia đình, không có cái nỗi đau nào mà bằng cái nỗi đau mất mát đi người thân trong gia đình hết mọi người. Không có cái gì bù đắp lại được, bao nhiêu tiền cũng không thể nào mà bù đắp được. À, cái nồi nước kia là ai nấu vậy em? Nồi nước đó để hâm cái này. Bị ho hả? Dạ, bé bị xuống mũi. Trời, mọi người thấy không, bà con trên đây á, mỗi lần mà bệnh là không có đi bác sĩ, bởi vì là không có tiền, cho nên là sẽ tận dụng những cái loại cây cỏ xong bắt đầu nấu lên uống. Em thấy uống nó có hết không? Dạ tùy theo à. Nếu mà bị đau bụng thì uống hết, có loại thuốc trong rừng á. Thuốc chị đau bụng cũng có nè. Trong rừng thì mình dùng cây gì là hết trị đau, hết đau bụng? Ví dụ như là mình bị tiết lị hay là bị tiêu chảy thì mình có thể lấy cái vỏ ủi á, mình nấu lên uống cũng được nè. Vỏ lấy ủi cái rễ dừa này nấu lên. Dạ. Rễ cây dừa hả? Dạ rễ dừa á, nó cái có cái vị nó chát chát một ít á. Vậy là mình muốn lấy cái rễ cây dừa là mình bứng luôn cây hả? Mình đào lên mình lấy một ít rễ thôi. Rồi. Xong mình phơi khô mình nấu. Nấu chung với cái vỏ ủi này nọ nên uống. Rồi. Ông xã em chắc cũng là thuê gì làm đó hay em? Dạ. Nhưng bây giờ thuê gì làm đó hả? Trời, mọi người thấy không? Đâu có làm gì cuộc sống bà con trên đây thì là giống như là sẽ là thợ đụng á, đụng cái gì thì mình sẽ làm đó. Giống như mình hồi xưa giống vậy là lúc mà mình chưa có công việc ổn định thì mình cũng giống như là thợ đụng á, ai kêu gì mình làm đó. Thôi bây giờ mình qua mình xem lại cái căn nhà cũ, ký ức xưa. Cảm ơn em nhiều nha, chia buồn với gia đình nha. Dạ. Ký ức của gia đình bên này nè, cuộc sống khó khăn ở bên đây. Anh làm cái nhà, anh làm bằng gỗ, bằng cái trụ gỗ rồi, xong anh ốp cái gạch vô. Cũng chắc chắn ghê mọi người. Thật sự thì mình cũng nghe gia đình chia sẻ rồi thì người ta cũng đã có hỗ trợ và bồi thường thiệt hại, cho nên là bây giờ hiện tại là chị đang dùng cái khoản tiền đó để mà lo cho đứa nhỏ đang ở trong bệnh viện Nhi Đồng á, thì không biết rằng là trong tương lai thì cháu nó sẽ như thế nào, có đỡ hay không thì mình cũng không biết nữa, nhưng mà mình cũng hy vọng rằng là một phép màu nào đó để cho cháu nó trở lại bình thường, bởi vì rằng là gia đình đã mất đi hai người rồi, bây giờ chỉ còn lại cháu đang nằm viện với lại một cháu gái nhỏ thôi. Thì cháu nhỏ thì không biết là tương lai lớn lên thiếu tình cảm của cha thì cháu sẽ như thế nào. Mình tưởng chừng như là cái nhà xong thì hạnh phúc nó sẽ nhiều hơn, nhưng mà cái xui cái rủi không may mắn nó đến với gia đình. Thì đáng lẽ là ngày hôm nay nếu mà có chị thì chị sẽ chia sẻ nhiều hơn, nhưng mà thôi mình ghé mình chia buồn với gia đình như vậy cũng để mà biết rằng là cuộc sống nó đã nó thay đổi rất là nhiều đối với gia đình, thì cũng chia buồn cùng với gia đình. Và nếu mà mọi người xem video này thì hãy gửi một cái lời chia buồn để mà hy vọng rằng trong tương lai gia đình sẽ tốt đẹp hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo.